vụ giết 5 người Bình Tân, đưa cho cốt gia đình về quê. Hôm qua tôi tới thắp nhang cho gia đình, thì người nhà kể chuyện đã hỏa táng và đưa cho cốt 5 người về quê. Trao đổi với phóng viên báo, chiều 18 tháng 2, tức mồng 3 Tết, một người hàng xóm của gia đình cho biết như trên. Các nạn nhân tử vong được xác định, gồm ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ ông Trinh, cháu Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, cháu Mai Huyền Diệu, 11 tuổi, và cháu Mai Huyền Diệp, 6 tuổi, là con ruột của vợ chồng ông Trinh. Ngay khi biết tin gia đình ông Trinh bị sát hại, người thân của hai vợ chồng đã ngay lập tức bắt xe đến. Có người vừa tới nơi đã ngất xỉu vì không chịu được cú sốc quá lớn. Thi thể của những năm nạn nhân lần lượt được phát hiện trong căn nhà, cụ thể thi của chị Mai Thị Hồng. Ở gần cửa ra vào của căn nhà, có nhiều vết đâm. Tại phòng ngủ thứ nhất, công an phát hiện thi thể cháu Mai Huyền Diệu và cháu Mai Huyền Diệp nằm trên nệm đặt trên sàn nhà. Thi thể cháu Mai Xuân Triệu được phát hiện nằm trên nệm, trên sàn nhà. Trong phòng ngủ thứ hai, thi thể ông Mai Xuân Trinh cũng bị sát hại và nằm trên nền sàn nhà. Ở phòng ngủ khác, có vết cắt ở cổ. Đến chiều 18 tháng 2, lực lượng công an và bảo vệ dân phố vẫn túc trực bảo vệ hiện trường. Hiện tại ngôi nhà vẫn đang được niêm phong cẩn mật. Người nhà đã dựng bàn thờ tạm trước ngôi nhà để thắp hương và để bà con hàng xóm, bạn bè tới thắp hương. Góc bàn thờ ghi rõ, không nhận tiền. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, nhiều người đã tới thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 sáng, ngày 30 Tết, một người dân đến gia đình này, thì phát hiện điều bất thường. Nên vào kiểm tra, phát hiện người phụ nữ tên Hồng, khoảng 35 tuổi, là vợ ông Trinh, đã tử vong gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu. Nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm ông Trinh và 3 thành viên còn lại trong gia đình. Cũng đã tử vong từ trước, cơ thể đã bắt đầu phân hủy. Hàng xóm xung quanh cho biết, gia đình ông Trinh làm nghề gia công cơ khí, kinh doanh máng xối inox, nuôi nhiều công nhân. Chiều 12 tháng 2, ngày 27 tháng Chạp, gia đình ông Trinh có tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Thấy căn nhà của vợ chồng ông Trinh đóng cửa im ỉm, ai cũng nghĩ rằng cả gia đình đã về quê ăn Tết. Hàng trăm trinh sát được tung vào cuộc. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường. Mồng 1 Tết, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã truy bắt thành công nghi phạm trong vụ thảm sát này, đó là Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, quê An Giang. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Thiếu tướng Công an tiết lộ tình tiết mới của kẻ giết 5 người sau khi cùng ngồi lấy lời khai. Trinh sát lần theo dấu vết Nguyễn Hữu Tình ở ít nhất 3 tỉnh miền Tây, may mắn nhóm hình sự ở Long An phát hiện hắn trong tiệc nhậu mùng 1 Tết. Thiếu tướng Phan Anh Minh phá án. Từ lúc nhận tin báo về vụ trọng án, Công an quận Bình Tân đã báo cáo nhanh với lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày phát hiện sự việc, chúng tôi nhận thấy có hình ảnh Thiếu tướng Phan Anh Minh tại hiện trường. Ông Minh chỉ đạo tận tình bằng mọi giá phải phá án nhanh nhất. Quá trình phá án, vị Thiếu tướng đã ngồi lại với những người đồng đội để nghe phân tích đánh giá của toàn bộ các cán bộ chiến sĩ. Từ những gì anh em trong tổ phá án phát hiện, Thiếu tướng Minh đã vạch ra kế hoạch truy bắt kẻ thủ ác. Quá trình lần theo nghi phạm, những trinh sát thức trắng đêm không ngủ, chỉ bỏ bụng gói mì tôm. Vào trưa ngày 16 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết, Tình đang ăn nhậu cùng nhóm bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thì bất ngờ một tổ trinh sát đã mật phục bao vây khống chế trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thậm chí khi công an tra còng tay vào người Tình, nhiều người bạn đang ăn nhậu cùng vẫn bất ngờ. Kiểm tra trên người, trinh sát phát hiện vết thương ở tay của nghi phạm cùng với nhiều điểm phù hợp với nhận định của công an về hiện trường nơi xảy ra vụ án. Khi các anh em trong đội tức công an thông báo bắt được đúng nghi phạm cho lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh, mọi người như thở phào nhẹ nhõm. Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn. Sau quá trình điều tra truy tìm hung thủ sát hại 5 người, chiều ngày 16 tháng 2, mùng 1 Tết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, ngụ ở tỉnh An Giang khi đang cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bước đầu, Tình khai xin vào làm công nhân tại cơ sở gia công máng xối của gia đình ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, ngụ đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, được khoảng 2 tháng.
tại cơ sở này, ngoài Tình còn có hai công nhân khác đều quê ở tỉnh Thanh Hóa, đồng hương với ông Trinh. Tình nói thời gian làm việc tại đây thường bị ông Trinh la mắng, bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ ông Trinh đánh đập. Ngoài ra, ông Trinh còn bên vực cho hai công nhân đồng hương, khiến Tình bực tức trong lòng. Do quá uất ức, Tình lên kế hoạch sát hại cả gia đình ông Trinh để trả thù. Chiều ngày 27 Tết, gia đình ông Trinh tổ chức tiệc tất niên cuối năm tại nhà. Tình và hai công nhân trong cơ sở đều tham dự. Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại nhà ông Trinh để sáng mai về quê. Thời điểm này, Tình thủ sẵn một con dao bấm trong người, chờ thời cơ để ra tay. Chờ các thành viên trong gia đình ông Trinh ngủ say, Tình cầm dao đi từng phòng rồi ra tay sát hại 5 người giả mang. Tình còn khai, trong khi ra tay, các nạn nhân có chống cự nên hắn xuống bếp lấy thêm một con dao, tiếp tục gây án đến cùng. Dù đã giết chết vợ chồng ông Trinh, nhưng vì muốn bịt đầu mối nên Tình xuống tay sát hại 3 người con của vợ chồng ông này. Sau khi gây án, Tình lấy một số tài sản và chiếc xe gắn máy hiệu Abarth màu trắng của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Do bị thương ở tay nên Tình ghé vào bệnh viện quân y 175 băng bó vết thương rồi chạy xe về Long An lẩn trốn. Quá trình điều tra lý lịch, Tình khai là con út trong gia đình có hai anh em, cha làm nông còn mẹ buôn bán ở chợ. Vì mê game nên học đến lớp 9 năm 2015, Tình bỏ học đi làm thuê. Ban đầu ai thuê gì thì làm đó, một thời gian sau Tình làm phụ xe tuyến An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, rồi bỏ hẳn lên thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiều việc lặt vặt khác. Trước đó khoảng 9 giờ 30 ngày 15 tháng 2, 30 Tết, một người dân đến căn nhà nằm trong hẻm 313 đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện một người phụ nữ khoảng 35 tuổi chết gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm thi thể ông Trinh, chủ gia đình và ba người con gồm một nam, hai nữ, hiện đang học lớp 7, lớp 5 và mẫu giáo. Người phụ nữ được tìm thấy trước đó là bà Hồng, vợ của ông Trinh. Tại hiện trường, các xác chết đã bắt đầu phân hủy, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm Bộ Công an có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Vụ thảm sát 5 người con hẻm buồn mãi không có Tết. Tiếng gõ mõ cầu kinh đều đều vang vọng trên con hẻm nhỏ. Hôm nay là mùng 3 Tết, cây mai anh chị mua hôm rồi cũng đã nở rộ, nhưng gia đình anh chị đâu còn ai. Chiều mùng 3 Tết, chúng tôi ghé gia đình 5 người bị sát hại dã man ở quận Bình Tân để thắp nén nhang tiễn đưa những người mệnh bạc. Tiếng cầu kinh đều đều vang vọng khắp con hẻm nhỏ, những căn nhà xung quanh đóng cửa tĩnh lặng. Trước căn nhà xấu số, một bàn thờ nhỏ được lập để bà con lối xóm và bạn bè qua thắp nhang chia buồn cùng gia đình. Trên bàn thờ lập tạm có 5 bát cơm trắng, cái bánh tét ngày Tết, mấy lon nước ngọt, mấy cái bánh chocobay con bé Út thích ăn, dĩa hoa quả. Tờ giấy nhỏ ghi tên từng thành viên trong gia đình đoạn mệnh đặt giữa bàn: Mai Xuân Trinh, chồng; Mai Thị Hồng, vợ; cháu Mai Xuân Triệu, 13 tuổi; cháu Mai Huyền Diệu, 11 tuổi; và cháu Mai Huyền Diệp, 5 tuổi. Bó nhang hộp quẹt đặt sẵn cho những người tới viếng, một tờ giấy ghi dòng chữ đỏ dán ở góc bàn để mọi người tới viếng đều nhìn thấy, không nhận tiền, ngôi nhà đang được niêm phong cẩn thận. Một người thanh niên lặng lẽ tới thắp nhang rồi lặng lẽ ra về. Ngoài con hẻm, công an và bảo vệ dân phố vẫn túc trực bảo vệ hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng. Hôm 26, buổi sáng, con bé Út vẫn qua đây tập thể dục đợi má nó đi chợ về ghé đón. Nó đứng ở góc nhà đó, hôm đó nó lạ lắm, nó ôm hôn tôi tíu tít. Bình thường tôi phải bảo Út qua hôn cô cái coi, nó mới chịu qua. Nó thích tôi ôm rồi nhấc bổng nó lên vậy nè. Thằng anh hai nó học giỏi lắm, đẹp trai. Nó thì hơi khờ, 5 tuổi rồi mà nói còn chưa sỏi, nhưng con bé ngoan, dễ thương lắm. Cô Dung, người hàng xóm, lặng lẽ quệt nước mắt. Sáng nào cô Dung với nhóm bạn cũng đi tập thể dục với bà Mai Thị Hồng, vợ ông Mai Xuân Trinh. Ngày 28 gọi mãi không ai bốc máy, bà Hồng cũng không đi tập thể dục. 29 cũng im lặng, chỉ nghĩ điện thoại bạn bị hỏng, chạy qua nhà thấy khóa cửa, nghĩ bụng chắc gia đình bạn đi đâu, ai dè.
Ngày nghe tin cả gia đình người hàng xóm thân thiết bị sát hại, tôi rụng rồi. Tôi không nghĩ sao thần tình nó làm như vậy. Cô Dung nghẹn lời. Tiếng gõ mõ cầu kinh vẫn đều đều vọng lại trên con hẻm nhỏ, phố ngập nắng. Hôm nay là mùng 3 Tết, nồi thịt đông ngày Tết chị đặt người ta làm xong rồi. Cây mai anh chị mua hôm bữa cũng đã nở rộ, nhưng gia đình anh chị đâu còn ai.